Những ngày nắng nóng ở thành phố đã về, và mùa này, các món ăn thức uống mát miệng, giải nhiệt đang lên ngôi. Trong số đó, có một món chè với cái tên là lạ, chè khúc bạch, đang được nhiều người rỉa tai nhau đi ăn hoặc tự làm ở nhà, rất hấp dẫn. Chè khúc bạch cơ bản gồm có thạch cho vào nước đường, rắc lên đó vài lát hạnh nhân đã được nướng thơm vàng. Với thành phần chính là thạch được làm từ rau câu hoặc gelatin, người ta biến tấu thêm vào món chè này nhiều nguyên liệu khác. Để đến hiện giờ, chè khúc bạch đã có rất nhiều biến tấu mới. Chè khúc bạch mang hương vị trà xanh, chè khúc bạch trái cây tươi, chè khúc bạch đậu nành, vân vân. Mỗi loại chè khúc bạch biến tấu đều mang hương vị khác nhau, mà tên gọi của nó phần nào đã nói lên hương vị đặc trưng. Và dù có mang thêm hương vị gì đi nữa, thì món chè khúc bạch vẫn đang là món ngon làm nức lòng nhiều người thưởng thức. Chè khúc bạch đó là chỉ là một cái tên nghe là lạ thôi, nhưng mà nó thực sự nó đúng là của nó là nó dạng phô mai, chè phô mai nó kết hợp với sữa. Nhưng mọi người cũng thấy là nó ăn thì nó mang chất nó đậm đà, nó mát, mà đặc biệt là những cái mùa nắng nóng này là ăn những cái trái cây, trà xanh. Thưa quý vị, gần đây có một món ăn tráng miệng rất được ưa thích, đó chính là món chè khúc bạch. Thú thật thì Quỳnh Giao cũng rất là thích món chè này, cho nên ngày hôm nay đang tìm để đi học cách làm món chè này về nấu cho gia đình của mình đây. Nghe nói Quỳnh Giao muốn học món chè khúc bạch thì hôm nay chị đã chuẩn bị hết nguyên liệu cho Giao rồi đó. Chị thiệt là chu đáo đó. Món chè này thì nấu cũng rất là đơn giản, không có khó đâu em. Làm cái món chè này em sẽ cần là 500g whipping cream, hay người ta còn gọi nó là cái kem sữa tươi, 80g đường, 40g gelatin, 1 ít muối, 2 muỗng cà phê bột trà xanh, một cái nấm tuyết nhĩ. Ngoài ra khi mình nấu nước đường thì mình sẽ sử dụng đó là đường phèn. Em sử dụng nửa ký đường phèn với lại 1 lít nước. Riêng cái món chè khúc bạch ngày hôm nay thì chị sẽ cho cái hương vị trà xanh vào. Thì này chị đã chuẩn bị sẵn là 2 muỗng cà phê bột trà xanh ha. Trà xanh này thì mình mua ở đâu vậy chị? Bột trà xanh này nếu mà em mua mà muốn cho nó đúng chất lượng ngon thì em mua ở những cửa hàng của Nhật. Theo công nghệ sản xuất bột trà xanh truyền thống tại Nhật Bản, cây trà xanh được dùng để làm bột trà xanh phải được trồng trong bóng râm. Trước khi thu hoạch các cây trà, người ta che kín các cây trà, làm cho quá trình phát triển chậm lại và lá trà trở nên xanh thẫm hơn. Sau đó, chỉ những búp trà chất lượng tốt nhất được hái. Lá trà được phơi khô, có nơi còn hấp chúng trước khi phơi. Khi lá trà đã khô, lột bỏ sống lá, phần còn lại đem xay thành bột trà xanh. Các nghiên cứu khoa học cho thấy tinh chất từ trà xanh có tác dụng chống lão hóa, giảm cân, giúp da dẻ hồng hào. Mỗi ngày dùng nước trà xanh có thể hạ huyết áp, phòng ngừa chứng viêm nhiệt ở niêm mạc miệng. Riêng bột trà xanh có lợi ích nhiều trong việc chế biến các món ăn, thức uống. Nó vừa làm tăng hương vị, vừa thêm màu sắc tự nhiên, lại bổ dưỡng. Bây giờ thì chị mình bắt đầu để nấu món chè hả chị? Rồi, mình sẽ cùng làm ha. Đầu tiên là mình sẽ hòa cái gelatin này vào với nước lạnh. Chứ thực chất nó là được chiết xuất từ da động vật với lại xương động vật ra. Dạ. Và nếu như mình không sử dụng nguyên liệu này thì mình có thể thay thế bằng cái nguyên liệu khác được hay không chị? Mình sẽ thay thế nó được bằng cái rau câu dẻo đó em. Rồi bây giờ mình sẽ đưa vào lò và mình bấm trong thời gian 2 phút ở chế độ medium. Tiếp theo là mình sẽ đổ cái lượng sữa này vào trong nồi, nhưng mà em nhớ là mình chừa lại một ít để lát nữa mình sẽ hòa với bột trà xanh. Dạ. Rồi em đổ giùm chị cái đường vô luôn ha. Khi nấu thì em nhớ để ý là mình sẽ không có để lửa lớn, tại vì lửa lớn thì nó sẽ làm sữa mình bùng lên và nó lợn cợn. Mình nấu đến khi bắt đầu sữa nó lăn tăn sôi thì bây giờ mình sẽ bắt đầu mình hòa cái bột trà xanh với lại cái lượng sữa lúc nãy mình đã chừa lại ha em. Chị để em đánh. Rồi em quậy lên giùm chị. Dạ. Bây giờ mình sẽ bỏ cái lượng gelatin lúc nãy mình đã meo ra rồi đó. Khi mà sữa nó bắt đầu sôi lăn tăn rồi mình sẽ tắt bếp luôn ha Giao ha. Dạ. Em cho giùm chị bột trà xanh và whipping cream vào. Mình không có cho cái bột trà xanh trước ở trên bếp vì cái bột trà xanh này của mình là bột trà xanh thiên nhiên thì nó dễ bị mất màu. Rồi bây giờ mình sẽ lượt qua đây ha em. Bây giờ mình sẽ bỏ cái hỗn hợp này vào trong tủ lạnh để cho nó đông lại ha. Mình để khoảng bao lâu thì mình có thể ăn được cái này? Mình để khoảng 3 tiếng đồng hồ. Bây giờ mình sẽ bắt đầu nấu nước đường luôn nghe Giang. Mình sẽ sử dụng là 1 lít nước và nửa ký đường phèn.
Trong thời gian mình đang chờ nấu thì mình sẽ cắt luôn cái nấm tuyết này ra luôn nha. Chị ơi, nấm tuyết mình mua về thì mình ngâm trong bao lâu thì được hả chị? Em ngâm trong khoảng 1 đến 2 tiếng đồng hồ. Khi ngâm xong rồi thì em nhớ là mình rửa cho thật sạch và lạc hết những cái vàng vàng ở trong cái đầu nấm ra. Đường đã bắt đầu sôi và tan hết rồi đó Giang. Dạ. Mình sẽ lược nó qua rây nha. Dạ, em cũng vừa cắt xong nấm tuyết rồi đây. Rồi bây giờ mình sẽ bỏ cái nước đường này vào trong cái nồi mình sẽ nấu nó lại. Dạ. Mình đặt lên bếp luôn nghe Giang. Dạ. Mình cho nấm tuyết vào luôn. Dạ. Cho muối vào thì cái nước chè của mình nó sẽ đậm đà và ngon hơn. Dạ. Rồi cuối cùng của mình là vani. Em nghe mùi thơm quá chị ơi. Mình chuẩn bị ăn được rồi đó. Em đang rất là háo hức để được thử món chè của chị nấu đây. Rồi bây giờ nó sôi rồi đó, mình sẽ cho vào cái thố. Bây giờ thì mình sẽ đưa nó vào tủ lạnh để cho nó nguội nghe Giang. Dạ, mình phải để trong bao lâu hả chị? 2 tiếng đồng hồ. Rồi 2 tiếng, lúc nãy mình phải chờ hết 3 tiếng, bây giờ thêm 2 tiếng nữa. Chắc là rất là lâu mới được thưởng thức món chè của chị đây. Giao yên tâm đi, chị cũng đã làm sẵn một phần để Giao thử rồi. Ngày hôm nay thì Quỳnh Giao đến đây không chỉ may mắn được thưởng thức một món chè rất là ngon mà còn học được cách để nấu chè. Xin được cảm ơn cô ạ. Thưa quý vị, trong những ngày nóng bức như thế này mà được thưởng thức món chè khúc bạch thì quả là một điều rất là tuyệt vời, bởi vì đây là một món ăn làm mát cơ thể của chúng ta. Quý vị thấy đó, thành phần của đường phèn, rồi nấm tuyết, trà xanh, đây là những món làm cho chúng ta có thể giải nhiệt. Thêm vào đó thì vị bùi bùi của hạnh nhân và đặc biệt là thành phần của sữa tươi, đây là một thành phần mà giúp cho những bạn gái có thể có cái làn da đẹp hơn. Ngày hôm nay Quỳnh Giao rất là vui khi được học làm món chè này, và nếu như quý vị nào yêu thích thì hãy bắt tay làm từ ngày bây giờ quý vị nhé.